một ngày giá 3 buổi hội thảo, về đến nhà nằm đâu bố mình ngủ đấy, đứng bố ngủ lấy đâu làm buồn, gian đâu mà buồn. Này lên công ty hôm qua là sao, em mới ký hợp đồng, em mới là gói trì là 250.000 đấy. Tôi về đây tôi đặt tên gói là gói trì, bây giờ mới nhìn đấy, đến gặp một khách hàng đi, tôi bị bán hàng nó từ chối ra lên buồn, mà khổ một cái là cái virus buồn này nó khủng khiếp nhá, thằng này buồn nói với thằng kia buồn, cả một lũ buồn, một lũ lên công ty toàn buồn hết, văn phòng thì đẹp rộng thênh thang như thế này, điều hòa công ty bật hết công suất phải mát mẻ như thế này mà gặp cứ buồn, đúng là một lũ điên. Buồn con khỉ, không làm gì thì mới buồn. Làm cái nghề này là gì ạ? Chỉ có làm như điên và cuối cùng là thành công, đúng không? Là vui, không có cái gì là buồn hết. Cho nên là 16 năm tôi xây dựng hệ thống, tôi không biết cái từ buồn là cái từ gì, nó không có trong từ điển của tôi. Tôi chỉ được biết khi mà những người khác nói với tôi không hiểu, không hiểu buồn là cái gì. Nhưng mà một năm làm tổng giám đốc buồn thật. Tại sao? Cái sở trường của mình là xây dựng, là phát triển hệ thống. Cái sở trường của mình là chiếm lĩnh kho vàng để mà hốt vàng. Bây giờ lại đi làm tổng giám đốc. 16 năm dạy người khác là không bao giờ đi làm tổng giám đốc. Ngu nhất mới làm tổng giám đốc, xin lỗi tổng giám đốc nhé. Ngu nhất. Thế bây giờ mình về mình làm tổng giám đốc. Làm tổng giám đốc là gì? Là suốt ngày ngồi ở trong phòng kín. Sau bắt đầu hôm nay nó gửi bảng báo giá. Là cái gì? Làm cái nội thất này, cái sơn này là bao nhiêu tiền? Sơn cái gì đấy, các loại sơn. Xong rồi các loại nhiệt bản này là bao nhiêu tiền? Thế là tôi đọc mấy bảng báo giá nó loạn lên, loạn xì gầu lên. Ngày xưa là tôi quyết ngay, nhưng mà bây giờ làm tổng giám đốc thì có hội đồng quản trị. Mình không thể nào quyết, người ta nghĩ là mình tham nhũng tham ô. Có khi là mình ký hợp đồng với ông Sơn kia nhưng mình lại nút túi tí. Thế cho nên là phải qua các hệ thống kiểm duyệt. Và sau một tháng tôi phát điên. Thế là đau ngay, tuyến dưới của tôi ngày xưa họ đang làm hội thảo Sheraton, họ làm hội thảo ở khách sạn đẹp nhất ở trong Sài Gòn. Thì họ gọi điện, họ bảo là sếp ơi, sếp ra, sếp chốt cho em 30 phút. Thế nào, sướng quá, vứt công ty chạy ngay lên sân khấu, chém. Mà khổ cái cứ lên sân khấu thì bao nhiêu khách đến dự là ký 100% tiền vào như nước. Thế là anh em bảo lần sau sếp làm gì thì làm, sếp cứ phải lên đây mà chém. Thế thì thôi, về sau tôi mặc kệ công ty ở nhà. Và chuyện gì xảy ra, kế toán trưởng, trưởng phòng tổng hợp, giám đốc nhân sự, ba đứa ở nhà là mất tôi, là không có. Mà không thằng nào chịu thằng nào cũng giỏi cả. Kế toán trưởng nó ngoài chứ, nó cầm tiền của công ty, đúng không? Trưởng phòng nhân sự nó cũng ngoài, giám đốc nhân sự nó cũng ngoài. Và ba thằng nó đánh nhau, không thằng nào chịu thằng nào cả. Tao chỉ thua mỗi anh Hiếu, chứ mày là cái đinh. Thế là công ty nó rối như cành hẹ. Mà khổ một cái, đáng lẽ ra là mình phải về mình giữ con thì mặc kệ, tao cứ ở sân khấu. Lúc đấy là gì ạ? Công ngủ thủ đá bóng đấy. Tức là tao không thèm phòng thủ nữa, tao cứ tấn công. Tao ghi cả nhiều bàn, tao đang thật nhiều tiền ở đây. Còn lại ở nhà nó loạn cái bố đó. Tiền vào như nước nhưng mà nó loạn. Chi tiêu nó cứ lộn tùm bậy cả lên, 6 tháng nó đốt 20 tỷ rồi hết. Cái gì? Thằng nào đưa cho tôi không cần xem, ký hết. Bao nhiêu tiền, chơi. Kể cả tao lỗ chỗ này một tí, tao lấy doanh số tao bù vào chơi. Đấy, các anh chị hiểu không? Thế này, thì đấy là một năm tôi đã làm cái việc là sở đoạn. Tôi không bao giờ thích làm tổng giám đốc, nhưng tại sao lúc đấy tôi phải làm? Bởi vì như này, vấp cái gì thì mình thường đứng lên đấy. 9 năm làm ở công ty cũ, thì tôi vấp là từ ban lãnh đạo người ta không muốn phát triển nữa. Cho nên là tôi lập công ty mới, tôi rất sợ một ông lãnh đạo lại cũng bị như vậy, một ông tổng giám đốc cũng bị như vậy. Cho nên là tôi ôm luôn cả cái vị trí tổng giám đốc. Sau này tôi ôm luôn cả cái người đứng đầu hệ thống, bởi vì tôi là người đẻ ra hệ thống. Thế thì đó là lý do vì sao mà, đấy cũng là một trong lý do vì sao mà tôi quyết định phải dừng cuộc chơi sau khi trải qua những trận sóng đạn đập đất như vậy. Thì tôi sang Vinalink, tôi gặp Nguyễn Đức Anh. Tôi thấy đây là một tổng giám đốc rất tốt. Rất tốt, một tràng vỗ tay cho tổng giám đốc của chúng ta. Bởi vì anh ấy hợp với cái vai là tổng giám đốc. Mà tôi thì không hợp với cái vai này. Thế thì ở đây các chị thấy là gì ạ? Như vậy là những cái gì tôi còn thiếu khi tôi mở một công ty đa cấp. Đúng không? Tôi không đủ tầm để làm một ông chủ. Đúng không? Tôi không đủ chuyên tâm để xây dựng hệ thống. Tôi cũng có sức mạnh xây dựng hệ thống nhá, tôi xây dựng những hệ thống cũng nổi đình nổi đám, nhưng mà cái chính là tôi đóng quá nhiều vai tôi làm được. Và ở đây có phó chủ tịch và tôi không làm được tổng giám đốc tốt, bởi vì đấy là cái việc tôi thích. Thì ở đây có cả một tràng pháo tay cho ban lãnh đạo. Các chị thấy không, kể mỗi câu chuyện này thôi là tuyển được người rồi đấy, bởi vì các công ty đa cấp khác họ cũng không có được những con người như thế này đâu. Tí nữa tôi sẽ xem tiếp tục. Ban cố vấn của chúng ta là gì ạ? Xin lỗi các anh chị, ở đây tôi không đi lướt rồi, các chị đều biết rồi đúng không? Những cái slide hình ảnh này các chị đều biết rồi, tôi không đi sâu và phân tích từng con người. Xin lỗi các chị là mỗi một công ty đa cấp ở đất nước này chỉ đủ tiền, đủ tầm để mời một trong những con người này đi giảng về sản phẩm, làm cố vấn, ký hợp đồng, làm cố vấn với công ty mà thôi. Chứ không bao giờ mời được cả tất cả những con người này. Và chỉ có Vinalink Group, chỉ có chủ tịch của chúng ta mới đủ để bao tất cả những cái giáo sư, tiến sĩ hàng đầu. Bởi vì họ là những người thầy, không phải chỉ tiền không. Họ quý cái tầm của chủ tịch của chúng ta. Làm gì có một công ty là có cái sức mạnh như vậy? Một tràng pháo tay cho bạn cố vấn của chúng ta. Đúng không?
Và đấy, một tràng vỗ tay cho anh đẹp trai này. Các chị nghĩ là mời được tôi có dễ không? Các chị nghĩ là mời được tôi vào một công ty nào đấy có dễ không ạ? Không. Có dễ không? Không. Có những công ty sẵn sàng trả triệu đô không mời được tôi đấy. Các chị ạ. Nhưng mà ngày hôm nay tôi có mặt ở đây với các anh chị. Lý do vì sao tôi đang nói với các chị đây? Các chị hình dung không ạ? Thế thì cái người mà đủ khả năng có cả một cái ban cố vấn mạnh hùng mạnh như vậy, kể những giáo sư tiến sĩ hàng đầu ở trong nước, cái người mà có thể quy tụ được những con người như là Phó Chủ tịch Trương Sơn Hà, quy tụ được Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Anh, quy tụ được những big leader như là chị Nguyễn Hoàng Thái là thủ lĩnh số 1 của Thiên Sư, quy tụ được những leader như là anh Lê Đức Thọ, người thủ lĩnh đa cấp duy nhất mà có tên được đặt cho đường, đường Lê Đức Thọ ở chỗ Trung tâm Mỹ Đình à? Chào có tay anh Lê Đức Thọ. Người đấy là ai? Một tràng vỗ tay thật lớn nữa cho Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng chúng ta. Đó là lý do vì sao? Anh chị thấy không? Cái slide này là tôi làm. Tôi về VN, cái điều đầu tiên là tôi làm sức mạnh VN. Đấy là tôi trả lời cái câu hỏi mà rất nhiều người cứ hỏi tôi tại sao lại về đây. Thì một lần nữa hình ảnh của Chủ tịch phải được lặp lại ở trong cái slide này. Bởi vì đây là người duy nhất. Tôi nói là người thứ mấy? Duy nhất. Có đủ tầm, đủ tâm, đủ tiền để tập hợp được cái đội ngũ hùng hậu như vậy về đây. Yeah. Ở cái đất nước này không có người thứ hai. Phạm Nhật Vượng rất nhiều tiền, Trịnh Văn Quyết rất nhiều tiền, nhưng những người đấy người ta lại không làm đa cấp. Chỉ có anh Hoàng là người duy nhất. Còn xin lỗi các chị, tất cả những người mà tôi vừa kể tên, đúng không? Anh Ngà hay chị Thái hay là tôi hay là anh Thọ, những người như chúng tôi hoàn toàn có thể một mình mở ra một sân để mà chơi mà diễn. Tôi đã từng mở cả công ty 6 tháng tiêu 20 tỷ nhẹ đi không. Nhưng vấn đề là gì ạ? Mỗi một người có thể đứng ở một sân, nhưng tại sao tất cả lại chui về đây? Nó phải có cái lý do của nó chứ. Mỗi một công ty khác chỉ cần một trong người chúng tôi đã thành danh rồi, đúng không? Chỉ cần một cá nhân chúng tôi đã thành danh rồi. Nhưng mà không có một công ty thứ hai, và cũng không có một người thứ hai có thể mời được tất cả những con người đấy về đây. Một tràng vỗ tay cho Duy nhất. Và tôi tiết lộ cho các chị một bí mật nhé. Một bí mật này sẽ là một sức mạnh khủng khiếp, sẽ giúp cho các chị và Vinalink Group của chúng ta trở thành công ty số 1 ở Việt Nam. Các chị có tin không? Yeah. Các chị có muốn biết bí mật này không ạ? Có! Bao nhiêu người biết ra tay đuôi? Có! Đó là gì ạ? Không phải chỉ những con người vừa kể tên đâu. Thời gian tới đây, bí mật không được nói với người bên cạnh nữa chưa? Thầy sẽ có những con người khủng khiếp nữa chuẩn bị về. Yeah! Yeah! Vì nó là bí mật nên chưa có dám công bố. 90% rồi. Có người 99 rồi. Đợi tuần sau, tháng sau, ký ngay nữa là xong. Lại mời về đây, lại đứng ở trên này, nhìn những con người đấy. Và Vinalink Group và chiến lược của Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng và ban cố vấn là sẽ tập hợp được khoảng 10 những cái con người khủng khiếp như vậy về đây. Thì lúc đấy các anh chị khỏi phải đi làm gì hết. Các anh chị hàng ngày cứ đứng ở chiếc 63 phổ quang, xong bắt đầu là dân kinh doanh đa cấp ở Việt Nam cứ đến là các anh chị đuổi về đi, tao không nhận. Thằng nào ngon, tao to đẹp trai thì vào đây. Công ty khác. Phải có lý do mà nói chứ, tại sao công ty này là những người giỏi nhất là cứ về đây? Bởi vì sao? Chỉ có Chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng là người duy nhất làm được điều đó. Các chị ạ. À? Và cũng không hẳn là chỉ một lý do đấy, mà gì ngoài Chủ tịch ra thì phải có cả ekip. Người giỏi người ta thường hút nhau. Có đúng không? Khi đã có một cái ekip đủ lớn rồi thì nó cứ hút dần. Đầu tiên nó chậm nhưng càng về sau nó càng nhanh. Và lúc đấy là gì ạ? À? Tất cả những con người ngồi đây, những người còn tâm huyết với Vinalink, chẳng có bao nhiêu sóng gió, sóng thần động đất mà ngồi đây tinh thần vẫn vấn khởi. Vì bây giờ làm sao? Lúc đấy là những người công thần lớn nhất. Một tràng vỗ tay chúc mừng tất cả. Những cái gì nó có giá của nó đấy. Quan trọng nhất là bây giờ hành động ra sao? Bởi vì sao? Cũng là những con người ngồi đây cơ hội như nhau. Những người nào hành động nhanh, người nào hành động quyết liệt thì vinh quang cao nhất sẽ thuộc về người đấy. Lý hành động như nào thì nói sau nhá. Nhưng mà rồi, đấy là bí mật nhá. Sẽ có những con người khủng khiếp về đây. Và người thứ mấy ở Việt Nam có thể làm được điều đó? Duy nhất. Ai vai với người bên cạnh duy nhất đấy. Duy nhất. Cả lớp nhìn lên nó bảng đạo của tôi. Sức mạnh đầu tiên của Vinalink là gì? Một. Ban lãnh đạo của cố vấn. Hai vai với người bên cạnh. Ban lãnh đạo của cố vấn. Nhiệm vụ. Bây giờ phải đi kể câu chuyện này ban lãnh đạo và cố vấn. Cứ kể câu chuyện này thôi là tuyển được khối người rồi. Nhớ chưa? Các chị hiểu không ạ? Các chị muốn tuyển được những người tầm cao, các chị phải kể về những con người này. Các chị mới có thể tuyển được những người tầm cao. Sức mạnh thứ hai cả lớp đạo của tôi. Hay. Nền tảng đối tác sản xuất.
cái này phần 1 đã chiếm mất nửa thời gian rồi, nên phần 2 là không nói nhiều. Cái này các chị đều biết rồi đúng không? Chỉ có công ty duy nhất của chúng ta mới lại gì ạ? Có sản phẩm từ nguồn gốc nguyên dược liệu, có viện nghiên cứu, có nhà máy sản xuất ra lò, đúng không? Một trong những vấn đề của tất cả các leader hàng đầu của kinh doanh đa cấp, các chị cứ đi hay nói chuyện với họ, đó là gì ạ? Làm kinh doanh đa cấp xây dựng hệ thống, thời gian đầu rất khó bán được hàng, có đúng không? Nhưng đến khi hàng bán cực kỳ dễ thì lại xảy ra một câu chuyện là thiếu hàng để bán. Các công ty nước ngoài đều bị như vậy. Có những công ty cả một năm trời không có hàng để bán. Công ty cũ của tôi Ca Linh có những sản phẩm một năm không có hàng để bán. Chúng ta vô tư chưa? Còn những công ty ở Việt Nam nhé, xin lỗi các chị, có một số các công ty của Việt Nam hiện nay đang bán sản phẩm của chủ tịch Nguyễn Xuân Hoàng của chúng ta sản xuất. Có những người là gì, kể cả phó chủ tịch trước đây cũng bị tin theo rồi ra mở công ty đấy. Hôm đó gặp tôi xong rồi, anh ơi may cho em mà mở công ty em lại tiêu mất 20 tỷ giống như anh Phúc nhà em này, không không đứng ra mở, ông Trương Sơn Hà đấy. Bởi vì sao? Ông có nắm được cái nguồn sản phẩm đâu. Ông đến gặp ông Hoàng là định đặt hàng là anh sản xuất cho em vài sản phẩm để em mở công ty cái gì Young Forever đấy, tuổi thanh xuân đấy. Thế thì ở Việt Nam bây giờ có một số công ty cũng đang làm như vậy. Và nếu như anh không nào làm chủ được cái nguồn nguyên liệu, cái nguồn sản phẩm trong tay thì xảy ra hệ thống anh phát triển đến một tầm nào đó, lúc anh ký hợp đồng mua sản phẩm của anh Hoàng để mở công ty đúng không, thì thông thường anh chỉ ký hợp đồng là 3 năm hoặc 5 năm thôi đúng không, bố thằng nào dám ký 20 năm biết công ty sau này ra sao đúng không. Thế thì chuyện gì xảy ra? Ký 5 năm xong hệ thống phát triển lên 1 triệu người, hàng bán hàng trăm tỷ một tháng, đấy là ông Hoàng hết 5 năm rồi đúng không. Đợt này cái nguồn nguyên liệu không có anh ngừng sản xuất, chết cha chứ mày. Sập ngay. 1 triệu thành viên nhưng mà không có hàng để bán, trời ơi làm nào, thu nhập tiền tỷ ở đâu, tiền đồng cũng có. Cái gì dụng nhận? Cái sức mạnh này nhá, là duy nhất hay là thứ hai? Duy nhất, một tràng vào tay, đấy. Làm chủ từ nguồn nguyên vật liệu mà đến ra sản phẩm. Cả lớp nào của tôi, hay! Các chị phải đem cái này đi mà bán cái này. Làm gì có cái công ty thứ hai? Ở Việt Nam này có một số công ty đang nhập sản phẩm của anh Hoàng đấy. Và đảm bảo với các chị, từ giờ cho đến tháng 12 năm 2017 thì đều hạ cánh hết. Đều gã người ấy. Tôi vừa xúi với chủ tịch của chúng ta rồi, anh không cung cấp nữa. Anh cứ bảo là đợt này thiếu một nguồn nguyên liệu. Nói vui thôi mà nó cũng tự chết đi mà, không làm được đâu. Không làm chủ được cái ấy đâu. Nhà không có tóc thì lấy đâu ra mà đòi ấy, đúng không? Mà vì gạo vào vì tiền, nên giờ gạo không có mà ăn thì lấy đâu thì vì tiền thì đánh nhau. Gạo đi mua của thằng khác mà đứng đi gạo, đi tướng. Rồi, đấy, rồi viện nghiên cứu thực phẩm chức năng ABC, cái này các anh chị thuộc rồi. Rồi, cả lớp đọc của tôi, 3 là gì? Truyền thống ngành hữu lý tính trong nước và quốc tế. Bao nhiêu người biết cái này rồi rồi đây? Chưa biết à? Ô thế đây chứng tỏ có nhiều người mới đúng không? Sản phẩm của chúng ta làm sao ạ? Đây này, được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia giới thiệu quảng bá hình ảnh và những sản phẩm của Việt Nam tại hội đồng nghiên cứu thế giới. Với sự tham gia của 166 nước thành viên, 1% lãnh đạo nước nào của vị viện. Cái này chưa biết thì phải xem nhé, hôm nay không có thời gian để nói cái này nhá. Cái này nó có hình ảnh, nó có trong máy tính rồi, tí nữa ra gặp đại ca Sơn để xem. Làm thành viên thì mà bây giờ nói những cái này mắt vẫn ngừng chữ O một chữ A. Sản phẩm của Vinalink là sản phẩm duy nhất được 166 nước thành viên, 1700 lãnh đạo cấp cao ở đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ 130 này sử dụng cái này, đúng không? Vào đây mấy ông cấp cao thế giới, thượng nghị viện với thượng nghị sĩ ấy dùng ấy thì nó có tốt không? Đây này, học sản phẩm là học cái này thôi, không cần học chi tiết thành phần đâu. Mình có phải là giáo sư đâu mà học những cái thứ đấy. Mình chỉ bảo là theo ông thì mấy ông thượng nghị sĩ, mấy ông tổng thống ở các nước mà người ta uống cái sản phẩm này thì nó có phải là thuốc độc không? Mấy thằng ấy nó có ngu không? Nếu nó không ngu thì uống đi còn hỏi cái gì? Nó đang có bẩn thôi. Đấy, thế thôi. Học sản phẩm là học như vậy nhá. Học tôi thì các chị thấy là không cần phải làm giáo sư đâu, bán cực kỳ ngon, tí nữa bán cực hay, bán như đi chơi. Tôi có một chương trình đào tạo bán hàng là trò chơi. Đấy, tiếp tục. Này, sản phẩm cái này, chủ tịch hội đồng quản trị này, Nguyễn Xuân Hoàng này, ký với bắt tay với chủ tịch hiệp hội thực phẩm chức năng ở Đức này. Đấy, thủ lĩnh Nguyễn Hoàng Thái này, Blue Diamond này mang sản phẩm này sang Đức này. Sản phẩm cà phê của chúng ta hàng ngày là người Đức uống, đúng không? Thế người Đức uống thì đã tin chưa? Người Đức uống có phải là thuốc độc không? Người Đức uống có phải là thuốc trừ sâu không? Thế thì nhiệm vụ của mình là uống hay là uống nhiều hay uống ít? Yeah. Uống một tràng vào tay thế thôi. Rồi, này, hai sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, 8 sản phẩm được giới thiệu cho cẩm nang thực phẩm chức năng hiểu và dùng. Rồi, ok, xong. Đúng chưa? Không có một công ty nào thứ hai, lại lần nữa là duy nhất Vinalink. Hai bài, duy nhất Vinalink. Sản phẩm thế ngon kia yên tâm nhá.
Rồi, chuyển đồng uy tín ngay ạ. Rồi, cúp này, đủ các loại cúp trên đời dưới biển. Này, đấy, đúng không? Đấy, cho ta xem, 11 năm bao nhiêu giải thưởng rồi. Đúng không? Cái này tí gặp Đại Cao Sơn nhá, hôm nay không có nhiều thời gian nói về cái này đâu. Có cái khác, đấy, và Vinalink là gì ạ? Vinalink cũng là một cái công ty duy nhất mà Google lên một phát là toàn thông tin tích cực cả. Còn lại là gì ạ? Các chị hình dung không? Cuộc đời tôi làm đa cấp 9 năm tôi nổi tiếng bao nhiêu, toàn những thông tin tích cực, thì 2 năm tôi bỏ công ty là toàn tiêu cực hết. Nhưng mà không sao cả. Đến như Hồ Ngọc Hà còn được gọi là Hồ gì? Hồ Thị Phi, đúng không? Mà ngôi sao nó phải có scandal nó mới hoành tráng. Không sao kệ đó, đúng không? Nhưng mà nói vui vậy thôi, nhưng Vinalink là một công ty rất là tốt, truyền thông và uy tín rất là cao, rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp tục. Sức mạnh thứ tư là gì? Cả lớp đầu của tôi, 4. Delta Immune và sản phẩm Vinalink. Bao nhiêu người đã được nghe giảng về Delta Immune rồi, giơ tay nói? Tôi. Bao nhiêu người chưa được nghe giảng về Delta Immune? Tôi. Có ạ. Xin mời em gặp những người nào vừa giơ tay bên cạnh em để học về sản phẩm Delta Immune. Hôm nay anh không có thời gian để nói về cái đấy, đúng không? Còn nếu mà được học rồi mà giả vờ không biết thì đêm nay đến phòng anh nhá, anh dạy cho. Biết rồi đấy, tôi lộ lên ngay, biết rồi, không giả vờ không biết. Thôi nhá, nói vui vậy thôi. Như vậy cái vấn đề ngày hôm nay không phải đi sâu vào sản phẩm, nhưng đấy là sức mạnh của chúng ta, các anh chị cần phải tìm hiểu và nghiên cứu, đúng không? Sản xuất và dựng tái tại Mỹ 20 năm rồi. ABC Vinalink Group bằng Delta Immune cộng tặng dược rồi. Ba nhóm đào thải độc tố, bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe, đồ uống chăm sóc cá nhân và bệnh của bệnh của người dân. Ê, coi nào. Đấy, thế là thôi, xong rồi tí dạy bán hàng vô tư mấy cái này muối. Nhưng mà đủ dùng đủ chơi. Một tràng hóa tay cho sản phẩm của chúng ta. Tiếp tục. Năm là gì? Cả lớp đạo của tôi, năm. Đúng không? Hay còn gọi là sơ đồ trả thưởng và khuyến mại, đơn giản vậy thôi. Thì đây cũng là một sức mạnh thứ năm rất là tuyệt vời. Sơ đồ trả thưởng của chúng ta sáng nay đã được nghe Big Leader, đã được nghe chuyên gia Lê Đức Thọ chia sẻ rồi. Một tràng hóa tay cho anh Lê Đức Thọ. Vâng. Sáng nay tôi nghe thì rất trượt vì những sơ đồ rất là hay, đúng không? Chưa được nghe hay nhưng mà cũng đã được biết qua là có 7 cách để tạo ra thu nhập, đúng không? Mấy cách tạo ra thu nhập? Mấy cách? Rồi, thứ hai là lợi nhuận ngay từ khi tham gia, thu nhập tối thiểu từ 15 đến 25% bằng việc đi bán hàng. Bán như thế nào thì tí nữa sẽ bán, được chưa? Rồi, và tổng hợp ưu điểm của tất cả các cái sơ đồ trả thưởng thì trước cái này. Đúng không? Một tràng hóa tay cho sơ đồ trả thưởng rất là tuyệt vời. Bên cạnh đấy thì là những chương trình promotion, đúng không? Những chương trình khuyến mại áp dụng đơn hàng, đúng không? Bây giờ thì đã có những chương trình khuyến mại khác rồi. Chút nữa thì trưởng phòng yếu sẽ công bố. Nhưng là tóm lại đây một số các anh chị đã biết rồi, đúng không? Chương trình đấy hay không? Hay không? Biết chưa? Hay không, đúng không? Anh biết tôi đặt tên là cái gì không? Anh đã biết bom, là cái bom nên là ông Hiếu đặt. Còn tôi đặt là hai cục vàng một tuần. Hai cục vàng. Tức là một tuần cố gắng là hai cục vàng nhá. Cục vàng như nào tí nói sau nhá. Tí nữa nhớ cái câu như hai cục vàng một tuần. Chương trình du lịch Malaysia và Singapore, đúng không? Bao nhiêu người ở Sài Gòn sẽ được đặt chân đến Malaysia và Singapore từ đây? Tôi. Đúng vậy. Chụp ảnh cho tôi. Nào không đặt được bắn hết cho tôi. Chắc chắn đặt đến Malaysia và Singapore không? Chắc chắn. Hỏi lại lần nữa nhé, bao nhiêu người chắc chắn sẽ có mặt ở Malaysia và Singapore trong năm nay, cho tay nói. Chụp nhiều quá, nhanh lên, hạ tay xuống bắn luôn cho tôi. À, rồi ôi, chụp lên từng này cánh tay, xong rồi ông ơi, anh em mình đi chơi thôi, đi thế này yên tâm. Xong chỉ tiêu lần số rồi, ngon chưa, từng này cánh tay đưa lên. Thế nào ngon hơn Hà Nội à? Ngon hơn à? Thật không? Thế tháng sau mà không gặp, là sáng sau tôi vào đây mà không được đi thì sao? Lại không đến văn phòng nữa à? Ngượng à? Chắc chắn không? Chắc. Rồi, một tràng pháo tay chúc mừng tất cả. Đây là một sức mạnh. Tại sao tôi nói rằng đây là một sức mạnh? Sơ đồ chẳng cần anh chị biết rồi, tổng hợp ưu điểm tất cả các sơ đồ. Còn về chương trình khuyến mại nha, tôi nói thật các anh chị nhé. Theo những cái kiến thức nông cạn của tôi, mười mấy năm làm trong cái ngành network marketing, cái kiến thức nông cạn là một trong là người duy nhất ở Việt Nam đạt được cấp cao nhất của một cái tập đoàn hoạt động ở 50 quốc gia, là người mà có 70.000 hệ thống thành viên phát triển ở 5 quốc gia, với cái kiến thức nông cạn của tôi thì tôi thề là tôi chưa nhìn thấy cái công ty nào khuyến mại mà nó dễ như cái công ty này. Dễ khủng khiếp. 7 cục vàng người đi Malaysia và Singapore quá dễ. Các chị có thấy chưa? Dễ. Anh đừng nói là dễ cho với lại cái suy nghĩ của mình, mà so với các công ty khác có thể dễ. Các chị có tìm được công ty thứ hai mà thi đua đi nước ngoài dễ như công ty nào ạ? Không. Tôi vào đây tôi giật mình, tôi tưởng nhầm, đúng không? Trước đây mà để được đi du lịch nước ngoài nhá, thì tôi đã từng làm ở những công ty nhá, không phải là 7 cục vàng đâu, 7 mã vàng, tôi không phải 7 cục vàng, phải 70 mã vàng còn chưa chắc đã được đi. Thế mà đây là hình như là 7 mã vàng thì 3 người đi anh nhỉ, nếu biết sắp xếp.
ba người đi. Tôi không tưởng tượng nổi tại sao lại thi đua đấy. Thi đua kiểu này tôi nói thật nhé, tôi nói bí mật nhé, các chị muốn nghe bí mật không? Các chị có biết một điều bí mật không? Bao nhiêu người biết ra đây nói. Điều bí mật là tôi nói với anh chị này, 99% người dân trên thế giới này thừa nhận một điều, người Việt Nam là người tò mò nhất thế giới. Cứ nói đi, bí mật ai cũng biết đấy, vừa là có đúng không? 99% người dân thế giới thừa nhận người Việt Nam là người tò mò nhất thế giới. Đặng Văn Hoài có biết bí mật không? Kể cả đang buồn ngủ rũ cả mắt ra, kể cả từ đầu là thằng này nó nói mình không muốn nghe, Hoài có biết bí mật không? Có. Thế là chả tò mò nhất thế giới là. Nhưng mà đấy là bí mật một. Bí mật hai. Bí mật hai có muốn nghe không? Có. Mọi người muốn nghe ra đây nói. Có. Thấy chưa? Tò mò chưa? Bí mật hai là chủ tịch chơi kiểu này là chủ tịch đang làm gì ạ? Đang làm gì ạ? Đang đốt tiền. Không có cái công ty nào bảy mã vàng ba người đi Malaysia của Singapore. Không tưởng tượng. Đây có phải là sức mạnh không? Đây có phải là sức mạnh không ạ? Có phải là cái ngành kinh doanh đa cấp này là một trong những cái giá trị của nó là được đi ra nước ngoài để mở mang đầu óc không? Có phải là đi một ngày nào gặp một sàn khôn không ạ? Cùng ngày là những chuyến đi nữa cũng đi nữa là đi cuộc đời đúng không ạ? Thế thì đi ở đây dễ nhất chưa? Dễ nhất chưa? Hai ba người bên cạnh dễ nhất ở đây chứ còn đâu? Thế thì bây giờ làm thế nào? Nó có 1001 cách để đi đến thành công. Việc gì cứ phải lúc nào đi tuyển người là anh ơi vào đi làm công ty đa cấp. Bây giờ ngày mai lên mạng xã hội đấy, giáo sư Lê Đức Thọ sẽ dạy cho làm thế nào để internet marketing, làm thế nào để bán hàng online, làm thế nào để Facebook. Ngày mai chạy lên một cái dòng tít là tuyển người đi du lịch miễn phí. Chơi một cái đoàn như thế thế nào? Tuyển người đi Malaysia, Singapore du lịch miễn phí. Tuyển một đội 3 người đi miễn phí. Sao tôi chơi một cái bài như thế? Đi đang thừa tiền đốt tiền đây. Làm cái bài là đốt tiền nhiều quá không biết làm gì, mời 3 người đi miễn phí. Xong đến đây bảo làm cái gì đây, có 7 cục vàng đi đố tìm được công ty thứ hai. Làm gì mà phải cao siêu, đúng không? Tí chơi với tôi đẻ ra 1000 là một cách để bán hàng, 1000 là một cách để tuyển người, đúng không? Vui nhưng mà thật đấy. Có phải cái cách khó nhất là cái cách đặt vấn đề đúng không? Đi bán hàng khó nhất là đặt vấn đề đúng không? Chẳng nghe bây giờ đi ra đường gặp bố này lại bảo là anh em có cái video em giới thiệu cho anh mua cho em, có ngượng không? Nói có người ngượng không? Bây giờ làm quen bên kia thế nào đúng không? Thế thì cái khó nhất là cái mở đầu ban đầu như thế nào? Thế bây giờ phang một câu là đang thừa tiền muốn đốt đây mời 3 người đi Malaysia, Singapore miễn phí. Trời phát tiền thế là nhau đến hỏi cái gì đấy? Đúng không? Mời đến đây đúng không? Mà khó quá mời đến đây ngồi nghe ông Thọ ông mà ông dạy cho, ông Hiếu mà ông dạy cho thế là ngon đúng không? Ừ đi dễ thật. Cô đó, tất nhiên là đi nó phải có cái tí gì, đúng không? ABC. Rồi, một tràng pháo tay cho sức mạnh thế nào? Ôn cái ông chữ thầy chả cô. Nói được mấy sức mạnh rồi? Một là gì? Còn nhớ không? Hai là gì? Nền tảng đối tác sản xuất. Ba là gì? Truyền thông uy tín cả việc quốc tế. Bốn là gì? Đem tay mua một sản phẩm. Năm là gì? Tôi phát hiện ra một bí mật. Tôi phát hiện ra một bí mật mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Bao nhiêu người muốn biết bí mật này cho tay nói? Đó là gì? Hệ thống của Vinalink ở trong Sài Gòn đa phần là các bạn trẻ, cho nên các bạn hơn hẳn hệ thống ở tất cả các nơi khác. Nó ở nơi khác không có được bằng được sức mạnh này bằng các bạn. Đó là tuổi trẻ thì được cái là gì? Trí thông minh rất cao và nhớ rất là lâu. Tôi đi dạy ở chỗ khác mà tôi nói năm cái sức mạnh này, tôi hỏi lại giỏi lắm thì nhớ được 2. Thế mà đây tôi hỏi phát nhớ được cả năm. Một tràng pháo tay chúc mừng anh chị. Cái này hay nhá, cái này hay nhá. Tại làm sao khi tôi bắt đầu xây dựng hệ thống, tôi lại tuyển được những người nhiều tuổi hơn tôi. Tôi trong cái quá trình làm việc của tôi suốt mười mấy năm nay, tôi thường là làm việc và chơi với những người bằng tuổi, nhiều tuổi hơn tôi trở lên. Ít khi mà tôi lại được vào cái chỗ mà toàn trẻ này, thích ơi là thích, sướng ơi là sướng, nhiều năng lượng, hay hò hét tinh kinh nhất cả người. Nhưng mà người lớn tuổi cũng có nhiều người hô khủng khiếp đấy. Nhưng mà các chị biết lý do vì sao? Khi mà vào nghề này, lúc sáng nay tôi được nghe chủ tịch, phó chủ tịch rồi đến các giáo sư, tiến sĩ trình bày trên này, tôi được nghe nhiều rồi. Phần lớn là lặp đi lặp lại cái vấn đề các bạn trẻ là đang chưa có tiền để muốn sử dụng sản phẩm nhưng chưa có tiền ABC đúng không? Có rất nhiều cái khó khăn của chúng ta đúng không? Thế thì mình phải biết biến cái khó khăn này cái thuận lợi. Nếu mình chưa có tiền thì đi tuyển người có tiền để dùng sản phẩm. Có đúng không? Đúng. Có muốn tuyển người nhiều tiền vào mua hàng và làm hệ thống không? Bao nhiêu người muốn đến đây? Thế phải có võ. Thế thì bây giờ cái điểm yếu của mình là mình chưa có nhiều tiền và mối quan hệ. Cái người có tuổi, cái người trải nghiệm cuộc sống là họ có tiền và họ có mối quan hệ.
đấy là điểm mạnh của họ, điểm mạnh của họ lại là điểm yếu của mình. Thế mình phải xem mình có điểm mạnh gì, họ là điểm lại thì điểm mạnh của mình lại là điểm yếu của họ, có thế thôi, có đúng không? Đúng. Và điểm mạnh của mình đồng thời là điểm yếu của họ là cái gì? Đó là tuổi trẻ, họ hấp khó, họ không thể đi được như mình, họ không thể ngồi xe máy mà chạy từ đây xuống Cần Thơ lại chạy về được như mình máu hơn, có đúng không? Thứ hai nữa là gì ạ? Họ không có trí nhớ bằng mình, đúng không? Cùng đi học như mình nhưng họ không nhớ bằng mình. Thế thì sao? Mình phải xuất sắc hơn, mình phải vượt trội hơn họ, mình phải kiến thức, tất cả những cái kiến thức này mình phải đưa vào đầu mình. Và sáng nay đã nói rồi nhưng bây giờ bao nhiêu người muốn nghe lại? Bí quyết làm như thế nào để tất cả các kiến thức mà mình được nghe trở thành kiến thức của mình? Giơ tay nói. Đấy. Chỉ có một cách duy nhất. Đó là gì? Học xong về dạy ngay cho người khác. Trở về. Chỉ khi nào bạn học xong bạn đi dạy cho người khác, kiến thức đấy mới là của bạn. Còn nãy tôi nói từ nãy giờ hay không hay thì cũng là của tôi, không phải của các anh chị. Hãy nhớ điều đó. Và nếu như các chị muốn tuyển được những người như vậy thì chỉ có một cách là các chị phải có cái gì hơn họ. Các chị phải thuộc được nhiều kiến thức hơn họ và các chị đi dạy họ. Thì tự khắc là gì? Các chị đem giá trị cho họ bằng kiến thức, bằng kỹ năng, bằng sự hiểu biết của các anh chị. Họ sẽ đem tiền cho các anh chị, có thế thôi. Đấy là cái bí quyết của tôi. Tại làm sao tôi có thể tuyển rất nhiều người? Tháng đầu tiên tôi làm kinh doanh đa cấp tôi tuyển được 35 người nhiều tuổi hơn tôi. Bao nhiêu người muốn điều này ra tay nói? Đấy. Rất đơn giản thôi, bởi vì 35 người đến với tôi họ đều thấy là tôi đem lại giá trị cho họ. Họ đều thấy là kiến thức và kỹ năng của tôi hơn họ. Và họ đều tin rằng nếu đi theo tôi kiểu gì họ cũng sẽ được giúp đỡ để thành công. Các bạn đã có điều đó chưa? Các bạn có tất, có tuổi trẻ, có tài năng, có trí thông minh, có trí nhớ. Nhưng các bạn thiếu một thứ. Đó là gì ạ? Buồn. Đó là lười. Chưa chắc. Chấm hết. Bởi vì buồn đồng nghĩa với lười. Xin lỗi là tôi nói thẳng lười luôn. Làm kinh doanh trong mạng mà buồn thì nghĩa là lười. Đã làm ngày nào đâu mà buồn. Đã làm ngày nào đâu mà vui được. Đúng không? Cho nên phải biến được cái điểm yếu của người khác thành điểm mạnh của mình. Mình sẽ thành. Bây giờ mình có thay đổi được đâu? Bây giờ mình chưa có tiền mình có thể thay đổi bột phát là ngày hôm nay mình có tiền tỷ không? Không, là không thay đổi được. Mình chưa có nhiều quan hệ làm sao mình thay đổi ngay được? Mình chưa có tuổi làm sao mình lại thay đổi ngay được? Mà điên mới thay đổi, đang 20 này muốn đây là thành 60 à? Có muốn không? Thế thì phải thay đổi cái gì? Kiến thức, kỹ năng, đúng không? Rồi, tiếp tục, cả lớp đạo của tôi, 6! Hệ thống đạo của sáng nay tôi chỉ nhắc lại thôi. Sáng nay Phó Chủ tịch Trương Gia Na đã nói một câu là cái gì ạ? Rất ít công ty kinh doanh đa cấp ở đất nước này có một hệ thống thực sự là hệ thống. Có đúng không? Tôi đúng nhắc lại thôi. Và cái này chúng ta có chưa? Đúng. Chúng ta có 3 số 5 chưa? Sáng nay được hút thuốc rồi, 3 số 5 rồi. Mình hút được 2 điếu thôi. Còn này để dành lần sau, đúng không? Đây là một cái sức mạnh rất lớn. Và các chị nên nhớ là gì ạ? Có những công ty sơ đồ kinh doanh của họ cực kỳ khó. Sản phẩm của họ áp lực kinh khủng khiếp. Mà họ chỉ có mỗi sức mạnh hệ thống thôi, họ cũng đã làm nổi định nổi đám lên ở Việt Nam của chúng ta. Có đúng không anh Thuận? Yes. Có những công ty họ chỉ có mỗi cái này thôi mà họ cũng nổi định nổi đám. Thế bây giờ mình có cái này cộng với 6 thứ khác mình có hơn họ không ạ? Có. Mình có tự tin là hơn họ không ạ? Có. Bao nhiêu người tự tin là hơn họ ra đây nói? Có. Bao nhiêu người tự tin là hệ thống Vina System của mình mạnh nhất Việt Nam ra đây nói? Có. Bao nhiêu người chưa tin là nó mạnh nhất Việt Nam ra đây? Bây giờ nó chưa mạnh nhất đâu. Nhưng mà nó chưa mạnh nhất không phải là lỗi do những người sáng lập ra nó, không phải là lỗi do thiết kế của nó, mà lỗi là gì ạ? Lỗi là do chúng ta chưa biết cách để vận hành nó. Có đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải học và vận hành nó. Đây có phải là sức mạnh không ạ? Có phải là sức mạnh không ạ? Cái sức mạnh này để nói chuyện với ai? Cái sức mạnh này để nói chuyện với những thủ lĩnh ở những công ty mà đang họ đang mạnh nhờ cái này. Đúng không? Công ty gì nhỉ? Hả? Công ty gì mà có cái sức mạnh hệ thống này? Unicity có đúng không? Hệ thống cái sơ đồ này nó có khó? Một tháng nó năng động mấy triệu? 8 triệu. Tại sao nó làm được? Nó có mỗi cái đường ống này thôi. Nó chả có cái gì khác. Mỗi cái đường ống này là nó bảo là gì ạ? Thả một phát vào là chui ra khỏi đường ống là mày thành thằng hạnh phúc. Thế mà nó làm được đấy. Mà cái hệ thống của mình có kém gì không ạ? Yeah. Cái người sáng lập ra hệ thống, cái người xây dựng hệ thống này có kém gì đúng không ạ? Không. Nếu mà nhận là người thứ hai thì có thằng nào ở Việt Nam mới dám nhận là số 1 không? Không. Thế tại sao lại không tự hào? Hai ba bên cạnh hệ thống mình là tuyệt vời. Hệ thống mình là số 1. Sức mạnh chuẩn chưa? Đúng không? Nào cả lớp đọc lại của tôi. 6.
quá tuyệt vời nhá. Sức mạnh cuối cùng tôi chia sẻ trong buổi chiều ngày hôm nay, chuẩn bị chuyển sang phần thứ hai, công nghệ bán hàng dễ như đánh V Smart. Dễ như đánh V Smart. Rồi, bao nhiêu người thích cái này giơ tay nói. Rồi, rồi đây hệ thống đào tạo này, Home Meeting này, ngoài kia có anh Vũ Quang Anh là người rất giỏi làm theo hệ thống, người Quảng Ninh, Phú Mỹ, anh làm rất chuẩn theo hệ thống, và anh bây giờ cũng là một leader rất thành công, mới được tôn vinh lên cấp Emerald hôm kia, đúng không anh Hiếu nhỉ? Anh Vũ Quang Hân rất là giỏi, cũng đã được làm 18 tháng, đã xây được nhà, đã mua được ô tô ở Vinaling Group, có tuyệt vời không ạ? Có. Và anh này, anh Vũ Quang Hân là một câu chuyện mà có lẽ là ban lãnh đạo hôm nào phải mời vào đây để chia sẻ với các bạn. Anh ấy chưa có bằng tốt nghiệp cấp 2, anh có học đến lớp 9 nhưng mà chưa kịp lấy bằng thì anh đã phải nghỉ học. Anh làm công nhân ở trong miền Nam này mười mấy năm, sau đó là anh ấy cũng là một học trò cũ của tôi ở tập đoàn Cây Linh, sau đó anh sang Vinaling và bây giờ anh rất thành công, anh ấy mua được nhà, anh mua được xe, anh nói bây giờ vẫn ngọng, vẫn đang nói ngọng. Và cái bí quyết thành công duy nhất của anh ấy là gì ạ? Hệ thống bảo gì anh làm đúng đấy. Bảo làm home meeting thì anh làm home meeting. Bảo SSF thì anh ấy bê người đến SSF. Bảo bê người đến VOM thì anh bê đến VOM. Bảo Villa Linh đây thì bê đến đấy. Bảo Freedom Game thì bê đến đấy. Chấp hết. Bởi vì anh cái hay nhất của cái ngành kinh doanh trang mạng này là nhận mình rốt là thành công. Chứ đừng có nhận mình giỏi. Tức là bởi vì em chưa bao giờ có được cái bằng tốt nghiệp cấp 2, chưa nói cấp 3, em mới học lớp 9 nhưng chưa nhận bằng. Em cũng nói một ngọng. Thế thì em vào đây em được gặp anh chủ tịch, em được gặp anh phó chủ tịch, em được gặp anh cố vấn, em được gặp anh leader, big leader. Thế bây giờ các anh ấy là cha là mẹ và các anh ấy giỏi như thế rồi, em thần tượng, nghe các anh ấy nói em mắt chị O bồn chữ A. Thế thì các anh bảo làm gì em làm đấy. Các anh bảo em đi hội thảo thì em đi hội thảo. Các anh bảo hàng ngày em phải đến công ty, hàng ngày em đến công ty. Các anh bảo em bên người đến đây thì em bên người đến đấy. Các anh bảo em làm bóng meeting, em làm bóng meeting. Và em nói ngọc, và em học hết được cấp 3 nhưng bây giờ em mua được nhà, mua được xe rồi. Thế thôi. Ôi, một tràng vỗ tay. Cả bao nhiêu. Đấy, cái ông đấy là cần phải vào đây mà chia sẻ. Đấy, Vũ Quang Ân đấy. Bây giờ ông ấy làm chủ một hệ thống. Ui dồi ôi, toàn trai xinh gái đẹp, rất là thành công. Bao nhiêu giáo sư, bao nhiêu cô gái, bao nhiêu chủ doanh nghiệp, thế mà bây giờ đốt thuyền đi làm Vinaling rồi đúng. Thế cơ mà. Tuyệt vời không ạ? Các chị có muốn được như thế không ạ? Có. Bao nhiêu người muốn được như thế ra đây nói? Có. Thế thì phải làm theo cái gì? System. Phải làm theo ship. System, đúng không? Một cái cây cảnh bán được 500 nghìn hay là bán được gần 5 tỷ. Muốn làm cái gì? Đấy, thì phải làm cái system thôi. Nhưng mà đừng nói mồm, nói là phải làm theo. Rồi, Vinaling đây, rồi chạy huấn luyện các kiểu. Đấy, Freedom Game trong nước, quốc tế, đào tạo huấn luyện. Rồi, sự kiện lớn. Đấy, University Award, rồi Coach the Speaker, vân vân. Sức mạnh cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. Sức mạnh thứ mấy? 7. Sức mạnh thứ mấy? 7. Cảm ơn. À, chưa đấy, chưa sang sức mạnh thứ 7. Đấy, một lần nữa này, hình ảnh này lặp lại này. Các chị nhìn này. Đấy. Và bây giờ hệ thống đào tạo hỗ trợ và định hướng phát triển, đúng không? Chúng ta có ban cố vấn 4 giáo sư tiến sĩ phụ trách chuyên môn về sản phẩm. Lúc nãy tôi đã nói rồi, mỗi một công